Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang ở trên đường Cô Giang, hướng về chợ chợ Cô Giang. Hôm nay chúng ta sẽ đi vô cái hẻm để thông ra đường Cô Bắc. Ở đây có cái hẻm để thông ra đường Cô Bắc. Thì ở đó có cái khách sạn. Thì cái hẻm đó cũng cũng thông qua đường Hồ Hao Hớn luôn. Đó, này bạn đồng nhỏ đi bộ về đây nè. À, có kẹo luôn hả? À, đi ăn phở được cho kẹo luôn. Thì cái đường Cô Giang này cũng có nhiều nhà xưa nè. Đây có cái nhà cũng rất là xưa nè. Đi từ từ thôi, đi trên lề. Cái nhà cũng mấy chục năm rồi đó. Nhìn thấy cái kiến trúc là mình thấy nó rất là xưa rồi. Ở đây có cô bán bánh mì chả cá. Để đi nữa, anh đi đường này nha. Đó, ngay đây là đầu hẻm để đi vô khách sạn nè. Thì đầu hẻm 176, 178. Đó, thì đầu hẻm có buổi chiều có hủ tiếu Tàu. Đó, buổi sáng thì có bún bò. Thì nếu mình ở đây thì cũng rất là tiện để ăn những cái món dân dã bình dị. Bây giờ mình đi vô hẻm nha. Cái chỗ ăn sáng của khách sạn. Ở đây cũng có cái khách sạn cho thuê nè, căn hộ cho thuê nè. 0909336692. Rồi cuối hẻm thì có đi vô cái khách sạn Ngọc Huệ. Rồi mình vô khách sạn nha. Bây giờ mình sẽ những cô chú anh chị mình đi vô khách sạn, khách sạn Ngọc Huệ. Trong cái hẻm đường Cô Bắc 171-22 Cô Bắc. Em ơi, em. Đây mình đi vô đây. Đây ha. Này có chỗ gửi xe luôn nè. Đó, chỗ gửi xe. Rồi mình lên lầu. Như em sẽ dẫn mình lên coi phòng. Một phòng diện tích ở đây là 18m cho tới 25m tùy phòng ha. Thì mỗi phòng nó có giá. Ồn em ghi danh là 14 đô là 14 đô là phòng 10 phòng nhỏ. Rồi phòng lớn thì 18 đô à, tầm 18, 14 tới 18 đô thôi. Như phòng này là mấy đô em? À, phòng này là 14 đô nè. Có giường đôi nha. À, có một toilet. Rồi chỗ nghỉ rồi với lại tủ lạnh. À, toilet thì có phòng tắm bồn này thích hợp với cô chú anh chị ở nước ngoài ha. Ở nước ngoài cũng hay tắm bồn. À, mình đi qua cái phòng lớn hơn tí. Cái đây thì không có view ha, trong hẻm nên cái view của nó sẽ không có thích hợp. Thì mình chỉ thích hợp để tịnh dưỡng, nghỉ ngơi. Nó dãy phòng đây nè. Cái khu vực này, cái chỗ Ngọc Huệ này là lớn nhất nè. Cũng có rất là nhiều khách nước ngoài ở đây nên mọi người có thể thêm một sự lựa chọn nữa khi mà đến Sài Gòn.
Đó, những cái phòng này là phòng lớn ha. Ở đây thì có cái view ngoài đây, nhìn ra đường Cô Bắc nè. Đây nhìn sân thượng của người ta thôi. Để mình đi vô phòng ha. Thì ở đây thì rất là rộng, rất là nhiều phòng. Phòng này thì có cái giường và cái bàn là phòng đôi đúng không? Giường đôi. Còn nhà bếp thì đây không có nhà bếp. Đây có bàn làm việc nè. Mình vô cái toilet ngay đầu cửa vô nè. Toilet là lớn nè. Có phòng có bồn tắm luôn. Ở đây thì mình ăn sáng ở ăn sáng ở cái quầy tiếp tân ở ở cái hẻm đi thông ra Cô Giang luôn. Nó cũng gần đây luôn, cách nó khoảng chừng 50 mét nếu mình đi bộ ha. Rồi một số hình ảnh về khách sạn Ngọc Huệ Hotel gửi đến cô chú anh chị để mình có thêm sự lựa chọn nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi một vòng cái đường trong hẻm nha. Còn cái hẻm này thì chúng ta sẽ đi ra ngã ba này, chúng ta đi ra đường Cô Bắc. Đó, mình ra đây là đường Cô Bắc rồi. Lên hồ Hao Hớn, rồi hướng này thì chúng ta đi đến chợ Cầu Muối, Nguyễn Thái Học, Sài Gòn buổi sáng cũng rất là khúc này rất là mát. Trong cái khách sạn lúc nãy thì nói chung là về nội thất thì không có bắt mắt cho lắm, nhưng mà rộng, được cái rộng mà giá cũng tương đối rẻ, ở đó lại thuận tiện nữa, yên tĩnh, ở trong đó thì được cái yên tĩnh, giá tầm 300 mấy tới 400 ngàn, 14 với 18 đô. Nếu mà mọi người có ở khu vực Cô Bắc thì chợ Cầu Muối thì cũng có một điểm để chúng ta có thể tham khảo và có một nơi để dừng chân. Còn ở trên cầu Kho thì cũng có rất là nhiều cái dạng như là như vậy, khách sạn rồi căn hộ cho thuê. Thì em nghĩ trong cái căn hộ cho thuê là sẽ có nhà bếp này kia cái nọ luôn á. Chúng ta đi ở đó thì chúng ta đi dạo bước một vòng chợ Cô Giang như thế này nè. Chúng ta đi mấy bước thôi là tới rồi. Sẽ tới nữa là cái ngã tư Cô Bắc để thám để đi ra chợ. Đó, ngoài chợ là như thế này nè. Đó, mọi người ở đó thì có thể đi chợ để ngắm cảnh, vui chơi, mua sắm. Một số hình ảnh đơn giản dị. Ở đây có cái đám cưới nè. Rồi, chắc xin tạm dừng cái video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Hy vọng là có hình ảnh để gửi cô chú tham khảo về cái khách sạn ở khu vực quận nhất này. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.